Nguyễn Vĩnh Nghiêm. Rồi. Để đi lại đây nữa xem nào. Sao Dương, nói đi. Ờ, bị bao lâu rồi? Hơn 3 năm nay, nhưng mà hồi lúc đầu là bị sao mà mới bị như vậy? Lúc đầu là con bị nguyên một cái máy bơm nước mà mình chạy xăng á. Ừ. Cũng rinh có một tay à, cái nước lấp sắp đi đạp cái hố nó giật xuống. Ờ, nó bị sụp. Dạ, nguyên cái máy nó giật luôn. Ờ. Nó chưa có đau, nó hơi nhức nhức. Ờ, nhức nhức rồi. Cái đi chăm cứu cái hết cái cứ tay đi tay lại rồi nó chạy nó đợt rồi đi không được hai cái chân mất cảm giác. Rồi cứ teo cơ. Rồi teo cơ luôn, rồi đi. Ngắn, dài. Rồi, rồi bệnh viện thì sao? Dạ, bệnh viện mà vô chụp hình thì nó kêu chạy lớp xương lại bị cái khớp hát. Chèn khớp luôn. Dạ, mà nó kêu mổ, con không mổ. Chứ cái cột sống không có gì nữa, bị chèn khớp đây. Cột sống thì bị hẹp đi, với lại bị trượt lắm. À, rồi. Còn cái khớp hát thì nó nói là dịch tràn khớp. Dịch tràn khớp? Dạ, nó nói. Ok, được rồi. Rồi còn cái cơ thì bây giờ nó siết lên. Mới mấy tuần nay là nó siết lên cái cổ, nó cứng lên cái cổ. Còn muốn đi lại là phải dán cái băng dán đặc trị của thầy mà nó có thành phần giảm đau mới đi được. Mới đi chứ đi không nổi. Dạ. Rồi là đi mà lông khôn vậy là bao lâu rồi? Dạ, đi vậy là cũng 3 năm nay cứ rước đi được, rước không đi được. Rước không đi làm thì mình dán mới dán giảm đau để đi làm. Con làm gì? Dạ, con làm bên nhà đất với ba mẹ. À, rồi, con đứng dậy. Rồi, quay lưng lại. Rồi. Ok, được rồi. Tay kia. Tay này thì không được. Nè, con bên là không được. Ok. Rồi là ngồi xuống đây đi. Rồi là đi với ai rồi đây? Đi một mình luôn á. Rồi có vợ con chưa? Thôi, xong rồi. Sáng là có người hộ tống về à? Ờ, dạ. Là sáng có người hộ tống tới. Rồi, giờ con đi đi. Đó. Sáng nay thấy lông phong từ sáng. Mọi người để ý nha, là chệt qua bên phải, thấy không? Đó, cái bông đó, nó đẩy mà chệt phải, thấy chưa? Ok. Rồi, ngồi xuống đứng dậy coi. Được, con là đứng dậy thì đau, rồi gì? Rồi chạy thế nữa. Chạy, cứng là té, rồi ok. Rồi. Anh học lớp nào vậy? Mới cái hai thứ gì phải không? Mới học ở gần đây hả? Vừa học khóa này à? Được rồi. Để đứng dậy đi. Rồi. Bây giờ... Chạy đây. Rồi cho em qua đây. Không quá. Đây này. Rồi giãy tay đi. Giãy tay trước. Để coi nó sao. Hãy chết nhanh. Chưa rồi chết nhanh. Rồi. Rồi. Tự nhiên ông này ông đẩy qua. Tại vì á, là khi mà làm cái này á, là mình dùng cái ban chức năng một á, là để thử cái cuộc sống nó sao. Và nếu như cái mình làm cái này xong, em này mà đi cá lên chút xíu á, thì mình chữa được. Còn nếu mình làm xong rồi mà không có nhúc nhích á, thì thôi nói về luôn. Tự nhiên. Nè. Em chưa có vợ đó thầy. Rồi. Con coi trên YouTube rồi nghĩ rằng lại đi có chữa khỏi không? À, hay cái câu phước chủ mai thầy đó. Đó. Cụ đâu có la lối gì đâu. Không dám la, nhìn tiếp. Có dạ, không dám la. Yeah.
Đủ mệt. Mỗi ngày mấy chục ca ở Melbourne như thế ạ? Làm từ sáng đến đêm. Không, nhưng mà làm với tay đúng. Dạ. Có vô hoạt động là đúng. Rồi, bây giờ em đi lại coi nó khác chưa? Đây là mới thử nghề đó. Ừ. Đi nhẹ không? Nhẹ nha. Ok. Quá không? Nhẹ hơn rồi được rồi. Rồi về luôn đi. Dạ, thế này còn kiếm già nữa. Nằm xuống đi. Cái đầu qua đây. Thầy làm cho một người là gieo phước cho hai người đấy thầy ạ. Cái đầu đầu cái kia đầu cái kia. Em còn cưới vợ ở đây thì hai năm cưới vợ ở đây. Cưới vợ là gì chứ? Rồi. 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 Đủ kinh thức rồi. Sao biết vợ? Đi ngon lành cưới vợ. Đây nó là nó thiên nặng đó, nó bị sụp. Nó sụp cái nó chèn cái nó cái cuộc sống lưng luôn, bây giờ phải cân cái cuộc sống lưng mày là vậy. Cái tay mình cũng gặt chứ không phải kéo, gặt chứ không phải kéo. Đây em lại gặt thử coi, nhớ nha, không phải kéo mà mình để vô gặt vậy nè đó, thấy chưa? Em thấy cái gạch chưa? Rồi dính lên chút nha. Đây nè, rồi bây giờ bỏ qua cái xoay chân kia đi, ép chân đi. Em bây giờ anh dở cái chân này lên, rồi xoay từ ngoài vô trong, rồi nắm cái gối rồi quay. Bây giờ mình bỏ cái giai đoạn kia, tại vì mình sẽ tập trung để giải quyết cái cuộc sống. Quay nhẹ cái đau, thấy chưa? Mình đang quay nhẹ đều đó. Đó. Đi, mục đích của mình quay cái này á, mình làm cái này để cho nó mềm cái cuộc sống ra đi chút xíu mình mới chỉnh cuộc sống được. Ok, quá hay. Bước nào chưa? Bước từ từ rồi ha. Ok. Vô đều xong rồi đó. Rồi. Ép đi. Thì mình áp dụng cái phương pháp mình á, mà mình tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà trước khi họ phải mềm là bi cuộc sống, ở đây mình giờ mình làm mềm cuộc sống chứ, để mà mình mới xử cái cuộc sống cho nó ok rồi. Rồi ha, em thấy nó bắt đầu mềm xuống rồi ha, rồi nó mềm xuống rồi. Quá tốt. Khi cái cuối á, đẩy vô đi, cái cuối á. Đó, đúng rồi, vậy nha. Rồi, đưa cái này đi. Rồi, làm cái dương cái này. Đau, đau hay em? Rồi, rồi cứ xây mềm, cứ xây đều, nhẹ, từ từ. Nó hơi gọn thôi, chứ không phải là gì đâu. Đó, đó. Đã lỏng được chưa? Để làm nhà đất, mày làm nó hết khổ nó cho mày ở nhà. Nó tặng cho việc học, có tên nó cứu vợ. Nó cho ở nhà mình không được nghe. Nó cười. Đó, rồi, ép đi. Ép vô coi sao. Đấy là cưng vừa thôi, cũng như là mình vừa được mức cho nó thôi. Nhưng mà tại vì là mục đích là để cho giãn cái cuộc sống
sắp bây giờ xếp xương lại. Chưa đẩy á, chứ còn đẩy xuống vậy nó còn đau nữa. Được cái dừng cứng ra. Rồi, bỏ chân xuống, giờ nó cứng chân, chết, lấy cái đứng. Để vậy, đó, rồi. Một chân á, nè, dính nó ngon lành thấy không? Nè, thấy chưa? Rồi, một chân á là để này chân, để chân một gối để đây, cái này, dặn cái này coi, thử coi. Đó, đúng rồi, bước cái gối vô đây. Đó, đúng rồi. Thử coi, ngon lành hả? Không có sao. Thấy không? Tại vì làm vậy để biết cái tư thế nó bị trục trặc trong cuộc sống lưng bị gì. À, để mình chỉnh chút xíu, mình chỉnh cho đúng. Đó, em nó đâu có thua gì đâu, rồi đổi duyên đi, biết rồi. Rồi, bỏ duyên này, kéo cái này qua. Rồi, làm thử bên này coi. Ok, đúng. Ngón lành, không gì. Rồi, ok. Rồi, bây giờ em để chân lên đi. Bây giờ bắt đầu xoay, bây giờ xoay vô. Chờ đầu gối, xoay vô. Vô, bỏ vô, vô, em, mặt mình, vô. Không có đau nữa phải không? Rồi, bây giờ xếp chân qua kia đi. Rồi, từ từ nha, đau nha. Em chưa đau, cứ làm nha. Đó rồi, ép xuống từ từ. Đó. Ép từ từ, quất cái rách cái gãy xong. Rồi là giữa mình nghe nói như ghê không phải không? Rồi bây giờ tưởng tượng là làm bị hâm dọa dữ vậy phải không? Sao đâu, nói chơi thôi. Đây, đưa ra cái gì nào? Rồi, đổ vào đây. Rồi, đây. Đúng rồi, em đi vô đúng rồi. Đi vô đây. Cái chân này đau. Làm đều với tay, đều với tay. Em thấy cái mặt nó vẫn còn tư tỉnh làm sao em có thể đều lên đi. Khi em làm vậy cái nhiều khi em nhúng nhường quá cái nó đâm ra nó coi đường em. Nhắm mắt rồi xong. Rồi, để đều ra, đều ra. Chữ nó gồng luôn phải không? Rồi, thôi chiếc chuyên qua đây để cho nó làm sao. Nhẹ nhàng qua qua. Chiếc. À, cái thằng này là đụng cái này cái nó bắt đầu là nó cưa liền ha. Đau không? Thôi được rồi. Bác xin mong rồi. Nhích lên cái kia lên, cái lên, 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 dở lên. Dở lên, đó, nữa, lên nữa. Lên nữa, đó. Rồi, lên nữa, đó, rồi gác lên. Rồi, ép vô từ từ. Rồi, đau rồi. Đó không? Chịu được mà. Đâu quá hả? Đau lắm. Thôi, quay đầu qua đi. Đau phải không? Điều xử lý cái đau. Sự cứng nhắc này là cái này. Đó, nó mềm vậy. Mềm. Cứng ghê không? Đau quá em. Rồi xuống em. Rồi, nào lên, leo lên, lên tiếp. Người khác lên, lên. Rồi, chỉnh gió lại. Rồi, thả anh nha, ba ba. Rồi, anh dính, dính lại, lại. Rồi, dính lên. Rồi. Rồi, thả lỏng ra. Thả mềm ra. Nè. Rồi, nhớ tới người đẹp, người đẹp. Rồi, xong rồi. Rồi sao rồi giờ nghe sao rồi? Ơ đi đi. Giờ sao rồi?
hả? Khó thở. Khó thở hả? Vừa hấp lên. Hôm qua vừa có hấp học cái thở kia. Rồi hấp lên hả? Lên, hấp anh lên. Cái cuộc sống nó bị đa nặng quá. Rồi hấp anh lên. Đợi, đợi thở kia. Được rồi ha. Rồi, quay qua đi coi. À, được rồi. Quay về đâu không? À, nó còn ngược căng gì nhìn như thế cái này kìa. Quay tại nó đau. Nên nó tỉnh lắm. Sáng thứ sáu tôi sẽ giúp cho em thêm lần nữa. À,
tại thứ sáu rồi bắt đầu là mới làm thêm lên nữa được. Còn bây giờ chỉ mới thoải mái thôi, chỉ là thôi. Tại cái em nói trường đã liên tục nữa ha, chứ nhất là cái hớp không khí á, tại vì á mình muốn là cái quan trọng là làm cho cái cuộc sống nó mềm này, chứ còn cuộc sống này vừa cứng quá, nói chung là nó dính lại 3 năm trời nó dính lại luôn rồi. Bây giờ không biết nó tình trạng ra sao nữa, có chụp cái phim này gần nhất không? Có, sao? Ba tháng, bốn tháng. Ba tháng, bên này, thứ sáu, sáu đem lại thầy coi nha. Ok. Rồi, đầu quay qua đây một lần nữa. Đi thử coi là cuộc sống nó ra sao. Dài hơn nhé không? Khá chứng rồi đó. Đeo chân là đi thẳng cao. Khá chứng xíu rồi. Nhưng mà nó vẫn còn cứng cái lưng dữ lắm. Rồi cúi xuống đi coi xem. Đây không? Cái lưng nó cứng quá. Con quay cái này đi. Rồi lên. Lên. Ok. Rồi đây kia. Thôi được rồi. Nói chung là có diễn biến. Tim nó bớt nó nhẹ, nó đi được mà nó nhẹ. Mình thấy nhẹ hẳn luôn phải không? Chứ thứ sáu làm cái chạy liền. Bây giờ ok. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.